Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ngắn Một chuyện đùa của nhà văn Nga Anton Pavlovich Chekhov, dịch giả Cao Xuân Hạo, được rút từ tuyển tập truyện ngắn Chekhov đăng trên trang web Triệu Xuân Info ngày 2 tháng 2 năm 2021. Một buổi trưa mùa đông trong sáng, trời giá lạnh, rét cóng, Nadia khoác tay tôi. Những hạt bụi tuyết nhỏ trắng xóa bám lên mấy móng tóc xoăn vòng rủ hai bên thái dương nàng, lên hàng lông tơ mịn phía bên trên môi. Nàng và tôi đứng trên một ngọn đồi cao. Từ chỗ chúng tôi đứng, sườn đồi đổ dài thoai thoải xuống, lấp loáng dưới ánh nắng như một tấm gương. Bên cạnh chúng tôi là một chiếc trượt tuyết nhỏ bọc một lớp dạ màu đỏ tươi. Chúng ta cùng trượt xuống dưới đi, Nadia. Tôi van nài nàng một lần thôi. Tôi cam đoan với cô là chúng ta sẽ chẳng hề gì đâu. Nhưng Nadia sợ. Cả khoảng không gian từ đôi giày cao su nhỏ nhắn của nàng đến chân quả đồi phủ băng này đối với nàng thật ghê sợ, tưởng như là một vực sâu vô tận. Đứng đây, nàng chỉ mới đưa mắt nhìn xuống dưới. Hay tôi chỉ mới gợi ý bảo nàng ngồi vào xe trượt tuyết là nàng đã sợ hết hồn, không thở được nữa. Huống hồ nếu nàng liều mạng lao xuống cái vực sâu kia thì không biết được rồi sẽ ra sao. Nàng sẽ chết mất, sẽ phát điên mất. Ta trượt đi cô, tôi cố nài. Việc gì mà sợ, cô phải biết sợ thế là nhát gan, xoàng lắm cô ạ. Cuối cùng Nadia cũng ưng thuận, nhưng qua nét mặt nàng, tôi biết rằng nàng liều mạng mà nghe lời tôi. Tôi đỡ nàng ngồi vào xe trượt, nàng run rẩy, gương mặt nàng tái nhợt. Tôi vòng tay qua giữ lấy Nadia và cùng nhau lao xuống. Chiếc xe lao đi vun vút như một viên đạn, làn không khí bị xé ra, quật vào mặt, gào rít bên tai dữ tợn, đâm vào da, buốt nhói. Gió như muốn giật phăng đầu ra khỏi vai, gió ép mạnh đến nghẹt thở. Tưởng chừng như có một con quỷ nào đang giơ tay nắm lấy chúng tôi và vừa rú lên vừa kéo xuống địa ngục. Mọi vật xung quanh nhập lại thành một vệt dài vun vút lao về phía sau. Chỉ một giây lát nữa thôi, có lẽ chúng tôi sẽ chết. Nadia, anh yêu em, tôi thì thào nói. Chiếc xe trượt dần dần chạy chậm lại. Tiếng gió gào và tiếng càng xe trượt lúc này đã không còn đáng ghê sợ. Ngực đã thấy dễ thở và thế là chúng tôi đã xuống đến chân đồi. Nadia sợ tưởng chết đi được, gương mặt tái nhợt, nàng thở không ra hơi. Tôi đỡ nàng đứng dậy. Các vàng tôi cũng không trượt lần nữa đâu, nàng nói. Và đưa cặp mắt mở to đầy sợ hãi nhìn tôi. Các vàng tôi cũng chịu, chỉ thiếu chút nữa là tôi chết. Một lát sau, nàng dần dần hết sợ và đã bắt đầu nhìn vào mắt tôi với vẻ dò xét. Có phải tôi đã nói bốn tiếng ấy, hay chỉ là trong tiếng gió gào rít nàng nghe thấy như vậy? Còn tôi đứng bên cạnh nàng lấy thuốc lá ra hút và chăm chú nhìn vào chiếc găng tay của mình. Nàng khoác tay tôi và chúng tôi cùng nhau dạo chơi hồi lâu bên đồi tuyết. Hình như điều bí ẩn làm nàng thấy trong lòng băn khoăn. Có phải anh nói ra những lời đó không? Có những lời đó hay không? Có hay không? Đó là một câu hỏi của lòng tự trọng, của danh dự, của cuộc đời và niềm hạnh phúc, một câu hỏi rất hệ trọng nhất trên đời này. Nadia đăm đăm nhìn tôi bằng cặp mắt buồn rầu, nôn nóng, bồn chồn. Nàng chậm rãi do dự trả lời những câu hỏi của tôi, như chờ mong tôi sẽ tự nói ra cái điều bí ẩn ấy. Ôi, khuôn mặt nàng lúc ấy đáng yêu biết bao, ý nhị biết bao. Tôi thấy rõ nàng đang tự day dứt với mình. Nàng cần nói một điều gì, cần hỏi một điều gì, nhưng nàng không tìm được lời. Nàng cảm thấy rụt rè, kinh sợ, một niềm vui nào đang ngăn trở
Nàng nói. Này anh, nàng nói mắt không nhìn tôi. Cái gì vậy? Tôi hỏi. Chúng ta cùng nhau lao dốc lần nữa đi. Chúng tôi lần theo những bậc thang trở lên đồi. Tôi lại đỡ Nadia lên xe, mặt nàng tái nhợt và toàn thân run run. Chúng tôi lại lao xe về phía vực thẳm khủng khiếp và gió lại gào, tiếng xe lại rít lên. Và cũng đúng vào lúc chiếc xe lao nhanh nhất, tiếng gió gào rít ghê gớm nhất, tôi lại nói, Nadia, anh yêu em. Khi chiếc xe dừng lại, Nadia vội đưa mắt nhìn quanh quả đồi mà chúng tôi vừa trượt xuống, rồi nhìn đăm đăm vào mặt tôi, lắng nghe giọng nói thờ ơ lãnh đạm của tôi. Và toàn thân nàng, cả từ cái mũ, cái bao tay và dáng người nàng nữa, đều toát lên một cái gì đấy hồ nghi khó hiểu. Trên gương mặt nàng như hiện lên các câu hỏi. Điều gì đã xảy ra? Ai nói những lời ấy? Anh ấy hay là chỉ do ta nghe được? Điều bí ẩn ấy làm nàng không yên lòng chút nào, nàng không chịu được nữa. Cô bé đáng thương ấy không trả lời nổi những câu hỏi, những nét mặt rầu rĩ, chỉ như muốn khóc. Chúng ta về nhà thôi nhé. Tôi hỏi, không, không, tôi thích trượt xe thế này. Nàng nói mặt ửng đỏ lên, hay là chúng ta cùng nhau trượt lần nữa đi. Nadia nói rằng nàng thích cái trò trượt này, thế mà khi ngồi lên xe, nàng vẫn run, gương mặt nàng vẫn tái nhợt, hơi thở vẫn ngắt quãng vì sợ hãi như những lần trước. Lần thứ ba chúng tôi trượt xuống, tôi thấy nàng đăm đăm nhìn lên mặt tôi, theo dõi đôi môi tôi. Nhưng tôi lấy chiếc khăn tay che miệng đi, rồi khẽ đằng hắng lên mấy tiếng. Và khi xe lao xuống lưng chừng đồi, tôi còn kịp nói, Nadia, anh yêu em. Điều bí ẩn vẫn là điều bí ẩn. Nadia im lặng, nàng đang nghĩ ngợi điều gì. Tôi tiễn nàng từ sân trượt về nhà. Nàng cố đi chậm lại, chờ xem tôi có nói với nàng những lời ấy không. Tôi cảm thấy tâm hồn nàng đang đau khổ. Nàng đang cố dằn lòng để khỏi phải thốt lên. Không, gió không thể nói được những lời ấy, mà tôi cũng không muốn tin rằng gió đã nói những lời ấy. Sáng hôm sau tôi nhận được một mảnh giấy của nàng. Nếu hôm nay anh có đi trượt tuyết, đến rủ tôi cùng đi nhé, Nadia. Từ hôm đó, ngày nào tôi và Nadia cũng lên đồi, và mỗi lần xe lao từ trên đồi xuống, tôi lại thì thào nhắc lại những lời đó. Nadia, anh yêu em. Chẳng bao lâu sau, Nadia quen nghe những lời ấy như quen uống rượu hay dùng morphine. Nàng không thể sống thiếu những lời đó nữa. Thực ra lao xe từ trên đồi xuống vẫn đáng sợ như xưa, nhưng giờ đây chính cái nguy hiểm, cái kinh sợ đó lại đem đến một cái gì đặc biệt đắm say cho những lời yêu đương ấy. Những lời vẫn là điều bí ẩn và dằn vặt lòng người như trước. Kẻ bị nghi ngờ vẫn là gió và tôi. Ai, gió hay là tôi đã thổ lộ với nàng những lời yêu đương ấy? Nàng không biết, nhưng hình như nàng cũng không để ý đến điều đó nữa, bởi vì tục ngữ nói, uống rượu từ bình nào, có gì đáng bận tâm đâu, chỉ cốt sao say được thôi. Có một lần, vào buổi trưa, tôi đến sân trượt một mình. Đi lẫn trong đám đông, tôi bỗng nhìn thấy Nadia đang đi về phía đồi và đưa mắt tìm tôi. Rồi nàng chậm chạp bước theo bậc thang trở lên đỉnh đồi. Trượt xe một mình thật đáng ghê sợ biết bao. Ôi, thật đáng ghê sợ. Mặt nàng tái nhợt, trắng như tuyết, toàn thân run rẩy. Nàng bước đi hệt như đến nơi chịu án tử hình. Nhưng nàng vẫn xăm xăm đi, đầu không ngoái lại. Chắc là cuối cùng nàng quyết định thử xem nàng có còn nghe thấy những lời ngọt ngào say đắm ấy nữa hay không, khi không có tôi bên cạnh. Tôi nhìn thấy nàng tái nhợt, miệng há ra vì sợ hãi, ngồi lên xe, nhắm mắt lại. Và sau khi vĩnh biệt trái đất,
bắt đầu lao xuống chân đồi. Tiếng càng trượt xe rít lên. Nadia có nghe thấy những lời đó nữa không? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy nàng bước ra khỏi xe một cách mệt nhọc, gần như kiệt sức. Qua nét mặt nàng có thể thấy rằng chính nàng cũng không biết nàng có nghe được những lời đó hay không. Nỗi sợ hãi khi xe lao xuống đồi đã làm nàng không còn khả năng nghe được, phân biệt được các âm thanh, không còn khả năng hiểu nữa. Thế rồi, những ngày xuân tháng 3 đã tới. Mặt trời trở nên dịu dàng hơn, quả đồi tuyết của chúng tôi bắt đầu sẫm lại, dần dần mất đi cái vẻ óng ánh của nó và cuối cùng thì tan đi. Chúng tôi thôi không trượt xe nữa. Nadia đáng thương cũng không còn nơi nào để nghe những lời đó nữa. Và cũng không có ai nói những lời đó nữa, bởi vì gió thì không còn thổi nữa, mà tôi thì sửa soạn đi Petersburg, đi rất lâu, có lẽ là suốt đời. Có lần khoảng 2 ngày trước khi đi Petersburg vào một buổi chiều tà, tôi ngồi trong khu vườn nhỏ. Một hàng rào cao có đinh nhọn ngăn cách khu vườn ấy với sân nhà Nadia. Trời hãy còn lạnh, tuyết hãy còn đọng lại dưới đám phân, cây cối vẫn trơ trụi. Nhưng hương vị mùa xuân đã đến, từng đàn quạ bay về tổ trú đêm kêu lên quàng quạc. Tôi đến bên hàng rào và ghé nhìn qua khe hở. Tôi thấy Nadia bước ra thềm và đưa mắt nhìn lên bầu trời, buồn bã. Làn gió xuân nhẹ thổi qua, khuôn mặt nhợt nhạt rầu rĩ của nàng. Làn gió xuân gợi lại cho nàng cái tiếng gió rít trên đồi tuyết khi nàng nghe thấy 4 tiếng ấy và gương mặt nàng trở nên buồn bã lạ thường. Nước mắt lặng lẽ chảy trên má. Nàng đáng thương đưa 2 tay mình về phía trước như muốn cầu xin làn gió đem đến cho nàng những lời yêu đương đó một lần nữa. Và tôi, chờ khi có làn gió đến, thì thào nói, Nadia, anh yêu em. Trời, điều gì đã xảy ra với nàng lúc ấy? Nadia khẽ kêu lên và khuôn mặt nàng bỗng chan hòa một nụ cười rạng rỡ. Nadia đưa 2 tay lên đón lấy gió, trông nàng lúc ấy thật là mừng rỡ, đẹp xinh và hạnh phúc. Còn tôi trở vào nhà và đi thu xếp đồ đạc. Chuyện ấy đã qua lâu rồi. Bây giờ Nadia đã có chồng, gia đình nàng gả chồng cho nàng hay là nàng tự nguyện lấy, điều đó cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Chồng nàng là thư ký hội đồng giám hộ trẻ con quý tộc. Nadia đã có 3 con. Nhưng chút kỷ niệm cùng nhau trượt băng và gió lúc ấy đem đến cho nàng 4 tiếng Nadia, anh yêu em, thì nàng không quên được. Đối với nàng, điều ấy đã trở thành kỷ niệm hạnh phúc nhất, xúc động nhất, đẹp đẽ nhất trong đời nàng. Còn tôi, bây giờ tôi đã đứng tuổi, tôi không hiểu nổi vì lẽ gì tôi đã nói những lời đó. Làm sao tôi đã đùa như thế? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ngắn Một chuyện đùa của nhà văn Nga Anton Pavlovich Chekhov. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.